Khi nào ăn cơm chung với mẹ mình Không, em nghe nhà ta ăn thì cơm sao đi. không ăn thôi, sao không ăn Tại vì em mừng chung với anh chủ á, ăn cơm chung với cái chủ luôn. chung lẽ mấy chục năm mà anh năm nay là bằng tuổi hậu đó, năm nay là 40 mấy tuổi rồi Dạ. anh không. Giờ thấy cũ quá là mình cũng bị hành căng hay sao đó. Hồi đó bà ngoại nút ông ngoại em được quánh bả cái mấy cầu quánh rồi quánh hành đập hành hạ không cho vô nhà được. Rồi hoàn cảnh của tôi thì bả nút còn mẹ quánh À, là nút ai? con, nút con 8 tuổi em biết tại vì Là không ai? là Ông ngoại hả? Ông ngoại của anh hả? nhà ông ngoại ruột quánh đập Rồi mấy cầu quánh luôn, quánh là trát đầu luôn. giống như là ghẻ lạnh mẹ của anh. Dạ. Mà lý do là sao kỳ vậy? Là nút trong ngoài không, ngoài ruột không cho vô nhà, À. rượt bả không cho vô nhà, mấy cậu không cho vô nhà. Rồi quánh bả cái keo cửa thằng trai, quánh bả ăn gì đó rồi bả kinh luôn. Rồi em bị hành hạ em không cho vô nhà nữa. Lòng thương của ông ba, lòng thương nhớ, lòng con đau khổ. À, sau khi mình giải cứu thành công cô Út á, thì có người con trai của cô Út ở lại, và mình với em Hậu cũng có gợi ý với cô Út á, là nấu một bữa cơm để cho mẹ con cô Út á, ăn tình cảm. Xin nghe nói là 20 năm nay á, là mẹ con không có ăn được một bữa cơm chung, cho nên anh em muốn tạo cái không khí gia đình riêng cho cô Út. Thì bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành video với Phú. Khi nào ăn cơm chung với mẹ mình Không, em nghe nhà ta ăn thì cơm đi. sao không ăn thôi, sao không ăn Tại vì em mừng chung với anh chủ á, ăn cơm chung với cái chủ luôn. chung lẽ mấy chục năm mà anh năm nay là bằng tuổi hậu đó, năm nay là 40 mấy tuổi rồi anh Dạ. không thể nào ăn cơm với mẹ mình lần nào sao? Dạ không, tại vì ăn cơm cái chủ. Tức là anh sống với chủ từ nhỏ giờ luôn. Dạ. Wow. Dạ ăn cơm chủ Anh cũng cơ. phải một lần ăn cơm của mẹ mình nấu thử chứ. Tại vì chủ không mà mẹ đâu, mới ở đây mình cũng không vui nữa, mà cái mà sống đây thì ở đây thì sống cũng được. Tại bà nó không cho nấu cơm, em ra ngoài đừng nấu cơm con này, bà nó xin cơm ăn đi, nó rảnh người ta cho nữa, nó nhà đó đó, nhà chủ Thôi nhà thôi nó thôi đó, anh. cùng họ nữa. Thôi thôi, mày đừng nói, im, Bà im. cho ăn cho chứ, tao không phiền bà chứ. Im. Mày im tao vụ gì à? Im à. Cho báo nó gì đó. Im à. Như À, lon máy thôi cô Út ơi. Dạ. Lon máy như cô ăn bình thường thôi. Bả mà cảnh đẳng nói bả không có cơm, cái bữa hổm cháy nhà rồi bữa hổm cháy nhà cái đang ngồi đi hôi Cơm đi con thấy ơi, tôi nấu mà không cơm kịp cho anh em ăn. không ăn cao đấy, cắt gì không đuổi cắt gì sàn đóng có lúc Hợp ơi, la hoài ai đi chợ mày mệt mua dưa người ta đi Hợp. chứ bả không không cho bả nấu cơm được. Hợp. Nghĩ là nó muốn mẹ mình nấu cơm ở trong đây phải không? Dạ không muốn. Đó rất nguy hiểm, Nhưng nhưng mà nguy hiểm. anh nói mẹ anh không nghe hay là anh không muốn chủ động làm cái này? Mà bà đã không nghe. Nó bảo bà không Là nghe. ý cô muốn làm gì theo sở thích của mình không? Theo Thích. bà bản năng của mình đúng Bà thì nó kêu đừng nấu cơm nha, tại tôi nó không nấu cơm đó. Nó ăn, mà nói tôi la quá, nói mày ăn không? Khỏi, tôi con chanh kia ăn rồi. Là bao đã bao lâu rồi mà anh chưa ăn cơm với mẹ? Anh em ở là ở tỉnh trên 2 năm. Hay không? Thì hôm nay có dịp anh em tụi em xuống đây. Dạ. Bây giờ cô Út nấu anh ăn với lại mẹ mình một chén cơm được không? Được, được, con thơm. Rồi. À, cô chú anh chị em thân mến, mình đang trò chuyện với người con của cô Út Mum. Anh năm nay là 43, 44 tuổi rồi. Xa mẹ không ăn cơm, không ngủ chung, không ở chung với mẹ luôn. 20 năm rồi cô chú anh chị. Hôm nay là cái cơ hội để anh có dịp ngồi lại để mà ăn cơm với mẹ mình một chén cơm. Trong cái buổi cơm rất là giản dị. Rồi bên cạnh đó thì cô chú anh chị em thấy mặt mũi anh rất là sáng sủa nè. Phong độ tướng đẹp trai lắm, giống một hot boy. Theo đó. Nhưng mà bình thường thì giống người ta cô chú anh chị. Nói gì cô chú anh chị em mình hiểu rồi ha. Cho nên có những lúc mình thật sự rất là uổng tiếc cho những cái vấn đề bất hạnh như thế này. Nhưng mà anh là người tỉnh táo cũng như là một người đánh đá hiểu chuyện ra xã hội sống như một người bình thường thì có thể lo cho mẹ mình có vợ có con tương lai sau này thật sự thấy là nhìn thấy luôn rõ ràng luôn nhưng bây giờ tương lai rất mù mịt tức là anh sống không có lệ thuộc vào cái bản thân mình mà lệ thuộc vào cái người khác họ nuôi rồi họ lo cho anh có được cuộc sống hàng ngày còn mẹ mình thì sống vậy đó anh thì cứ sống vậy nói chung là cứ an phận là vậy chứ không có biết tham lam hay là nghĩ tương lai cho sau này
cho nên đôi lúc mình cũng không biết phải nói như thế nào. Thì hôm nay đến đây ha, chia sẻ cho mọi người thêm về hoàn cảnh của anh với gia cảnh của cô. Hôm nay sẽ có một cái buổi cơm rất là đặc biệt. Cánh cửa này đã được mở rồi sau thời gian rất là lâu. Rất mong mọi người cũng đồng hành với mình tiếp theo để mà cùng cô xem cô nấu cơm như thế nào, ăn uống sinh hoạt trong cái chuồng bò như thế nào. Rồi anh vô phụ tiếp cô đi. Cô có thể là Phan, để cho em hỏi xíu. Thì chắc cũng có nhiều người thắc mắc đó. Nói tại sao mặt mũi của anh rất là sáng láng, anh nói chuyện cũng rất là tỉnh táo, mà tại sao không có lo được cho mẹ mình, có cuộc sống cho nó ấm êm mà để cho mẹ mình như thế này. Thì hôm nay em sẽ làm một cái phép tính cho cô chú anh chị xem video thấy. Thì em cũng nghe những cái anh em uống cà phê chia sẻ nói là anh không đếm được tới 10. Thì bây giờ anh Hợp có thể đếm từ 1 tới 10 giùm cho em xem được không? 5, 1, 2, 3, 4, 6. Anh đếm từ đầu á. 1, 3, 4. Đứng sát đây nè, tại vì nó bị nóng, nó cháy mặt anh. Hay là anh đi vô đây, anh đứng vô đây. Rồi, rồi, đứng đi rồi, đứng đi rồi, đứng đi rồi. Em đứng được. Để em hỏi. Em nghe mọi người nói là anh học không có biết chữ. Dạ. Không đếm được luôn. Nhưng sao xài điện thoại di động được? Tại vì em, hồi đó em ta chỉ. Mà nghe nói là có một người, người ta thách anh nữa. Dạ. Nói anh đếm từ 1 đến 10. Nếu, có. Nếu có, đếm có, được có, người ta sẽ... Có người đó... Người ta sẽ yêu anh. Dạ, dạ, người ta đúng sẽ rồi. Cho anh cái gì đó. Dạ. Bây giờ hậu thử anh một lần ha. Dạ. Anh đếm từ 1 tới 10 thử cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 chứ sao 5 anh? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tức là anh không đếm được cái 5 đâu. Dạ. Anh không biết được cái từ số 5 là gì luôn. Dạ. Số 6. Số 6 thì biết. Bây giờ em chỉ dạy anh một lần thôi. Dạ. Mà anh sẽ làm theo y chang vậy ha. Dạ. Đếm theo hộ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi anh đếm lại từ 1 tới 10 đi. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, anh ngợi ơi. Đó là, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình mới gặp được một người của chú anh chị rất là phong độ, tướng rất là đẹp trai. Mà chữ nghĩa thì không biết đếm luôn. Trời ơi. Tội nghiệp nó sức vậy đó. Ví dụ phải làm tôi dạy rồi. Anh có đếm không? Không, tại vì không đếm được. Không biết người ta đâu, nhưng mình cho nhiêu mình lấy, nhiêu mình lấy nhiêu. Không đếm. Vậy mình bỏ, nhiều bỏ quần mình xài không à. Như cho mình bằng thì ta gửi người ta. Nói nghe nè, có đôi nào, đôi lúc nào anh muốn có vợ không? Trời ơi. Có ý nghĩ đó không anh? Có cái gì đó không? Có cái nghĩ đại vậy, mình cũng hy vọng, có hy vọng có kiếm con một nữ. Lo cho mình hết, mình lo lại cho mình cũng vui. Nhà chồng với nhau, hợp nhau á, vui vẻ với chồng mình, với vợ. Nhưng mà có kiếm lần nào chưa? Dạ, chưa. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ kiếm được không? Được chứ, bình thường gì đó, tại con quen nhỏ, nhỏ. Bạn mình đó. Mình đã có quen rồi, dạ, quen. Người đó làm sao? Người đó có thể là... Nó thương. Hiểu được cái cảnh anh không? Có, hiểu. Hy vọng là cô ấy sẽ chấp nhận. nó kêu nó đếm đi, đếm 10 đi, cũng 12 đi rồi. Kêu nó chịu cho. Mình dèm chọi. Đếm từ 1 tới 10 luôn. Nhưng mà được. Gắn được. Vậy là mất cơ hội. Gắn tập đi, gắn tập đếm này đừng có vợ chứ. Người ta nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do cô mà vừa đếm luôn. Dạ. Lần đầu tiên chú Cụi mới thấy được một chàng trai rất là phong độ mà đếm từ 1 đến 10 đếm không được. Từ 1 đến 5 đếm cũng không được luôn. Đếm 1, 2, Cụi. 3, cái đầu chuyển qua 5 luôn hả? Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời luôn có chị. Người ta dốt mà cũng đâu có đến mức độ mà dốt dữ dằn gì. Đầu tiên trong cuộc đời. Rồi, bên cạnh đây thì cô Út đang đang cho cơm. Nấu cơm. Hôm nay cô nấu cơm này cho ai ăn? Cho anh ăn. Cô không có sinh con bằng anh. Con là con cháu của cô. Dạ, Hậu ơi, ăn cơm bữa cơm với mặt cô đi. Với cô ha? Dạ, với cô đi cho mặt đi. Rồi cô nấu cho cô. Con ăn xong rồi cô trả tiền ngược lại cho con ha? Đúng rồi đó. Chịu không? Chịu được. Dạ, con cô nấu cho con ăn xong rồi cô trả lại cho con. À, con 20.000. À, chịu không? Chịu. Cái gì cũng được chứ mà. Cái gì cũng được chứ. Chị em thấy những cái người nghèo á, tấm lòng họ rất là giàu. Cái tấm lòng họ rất là cao cả. Khi mà Hậu nói là đến đây muốn ăn cơm,
thèm cơm, đang đói bụng này, cô sẵn sàng nấu cho mình một nồi cơm rất là xịn sò như thế này đó. Nghe tiếng trẻ chửi luôn đi, cái ngon cái dở hay không thì mình cái đó mình không biết nha, gỡ đây rồi đó, lấy khỏi lại tình như thế này. Thầy bỏ chùm ở đây, không gắn vô cái chìa cái cột đeo cái gì mà trên tay quá trời cột. Ba nha, ngọc ngà châu báu vậy đó ha. Ờ này ngà voi nè. Dạ cũng chưa chắc, đồng hồ bị hư thì đang chi vậy? Dạ chết máy rồi, hết thời gian rồi. Thôi nữa vô cái đó, có uống sưu tầm ở đâu vậy? Dạ uống sưu tầm đâu vậy? Cái này hả? Ờ Ấn Độ. Ấn Độ qua. Dạ. Bên Ấn Độ sưu tầm luôn. Dạ sưu tầm luôn. Chết đâu Ấn Độ là mất cái hết rồi. Đây đây bây giờ cô Út cứ làm nhiệm vụ của cô Út đi. Áo quại à, cô Út làm nhiệm vụ của cô Út là nấu cơm đi, chút xíu nữa hai má con ăn. Dạ. À, bữa cơm tình cảm. Dạ. Dạ ăn cơm với mẹ bữa đi con ơi. À, mày à. Không ăn với tao bố thiệt, mày đừng có nói vô gần trời ơi cái đám đó tao cái tôi đại mày nó tư nè, trời tao tư nó rồi. Rồi thôi bây giờ nấu đi để ra ngoài trò chuyện với lại nên ra lại em đi xíu ra ra cũng vừa đi rồi. Rồi rồi ngồi xuống đây, ngồi xuống đây nè, có thể chia sẻ cho em biết cái nguyên nhân á của cô Út á mà bây giờ thấy cô Út á là cũng bị hành căng hay sao đó. Hồi đó bà ngoại nút ông ngoại em được quánh bả với mấy cầu quánh rồi quánh hành đập hành hạ không cho nhà được. Rồi hoàn cảnh của tôi thì bả nút còn mẹ quánh à, là ai nút còn 8 tuổi em biết tại vì là, ai, là... ông ngoại hả? Ông ngoại của anh hả? Nhà ông ngoại ruột quánh đập mấy cầu quánh luôn là... quánh trát đầu luôn, giống như là ghẻ lạnh mẹ của anh. Dạ. Mà lý do sao kỳ vậy? Là nút trong ngoài không, ngoài ruột không cho nhà ruột bả. À ruột bả không cho nhà, mấy cậu không cho nhà, quánh bả cái keo cái cửa thằng trai quánh bả anh vậy đó rồi bả thần kinh luôn. Rồi em bị hành hạ em không cho nhà nữa, đánh đập em cho nhà, vợ chạy nó không cho nhà, không có cháu nào. Anh cũng bị ảnh hưởng luôn, là anh giờ là cái tiếp thu của anh nó hơi chậm hơn người ta. Dạ. À, thời điểm đó là ba anh ở đâu? Ba ở Đồng Hết, mẹ ba có vợ khác, bỏ mẹ con vậy. Chồng kêu ông hoài nói ba đừng bỏ con nghe, nói ba đây không bỏ mày, mày ở mẹ với mẹ mày đi, tao thì khổ ấy thì tao mày ở tao, không lo hết bà mẹ con bắt lại, bắt lại mua lại, xử người ta cho anh. Cái thời điểm đó là ba, anh được bao nhiêu tuổi rồi? Là ba anh bỏ đi? À, 8 tuổi à? 8 tuổi ba anh bỏ đi. Dạ. Mà cái nghe nói anh còn một cái người anh trai. Anh trai thì mất ở ngoài ngoài mộ hay nè. À anh trai mất ở ngoài mộ. Là anh trai của anh mất mất bao nhiêu nhiêu tuổi? 23 tuổi, 32. 32. Vậy là mới mất đây hả? Mất lâu hơn 2 năm này. 20 năm. Dạ. Vậy là anh trai của anh nay là cũng 52 tuổi hả? Đâu? 32. 32 tuổi, mất 20 năm là mất năm 12 tuổi. Dạ. Rồi cho em hỏi nè, em nghe nói là anh còn có hai người em nữa, là hai người em đó là sao với anh? À, không, ca hất mẹ. Một cha khác mẹ. Một ca hất mẹ. Rồi em nghe nói là một mẹ khác cha nữa. Một ca hất cha. Tại vì không có không hợp đây. À, vậy là anh là giờ tính ra là như ba dòng. Ba, ông bả nút đó ba dòng. Ba dòng thì giờ đó là anh với anh trai của anh đó. À, ở với mẹ anh là ra hai người con. Dạ hai con. Rồi giờ rồi. Ly tán. Dạ. Ly tán xong thì ba anh có vợ khác. Dạ. Có hai con. Dạ. Mẹ anh thì cũng có người khác. Dạ. Cũng có được hai người con. Hai người con giờ những anh em á giờ còn liên lạc với mình không anh? Không. Như đó là rồi đó. Mình không biết luôn hả? Dạ. Rồi đó mẹ với tôi với ông lớn đó là anh buộc luôn. À. Một nhà một mẹ luôn. Rồi mà không tìm cách liên lạc lại em út của mình. Em út của nó, em út tôi thì nó đi, nó ở đây, nó ở trong kia. À, vẫn biết luôn. Vẫn biết luôn, mà nó tụi nút nó ở đây, tụi nó ở đây còn ngoại còn sống. À. Rồi nút còn ngoại cho người khác á, nuôi nó. Thì biết mà không nhìn nhau. Dạ. Mà mình có buồn không khi không những cái mình nhớ nó không đợi không biết nhờ ông cho ở đâu không biết rồi nước quỳ hai cho ngoài còn cho ở đâu không biết xa xa không biết nếu mặt cũng được
Còn bây giờ còn một người mẹ, nhưng mà giờ anh nó là được một cái người cậu họ. Dạ, cậu họ. Là thấy anh khờ vậy thì dạ, cậu họ cu mang đem anh về. Dạ. Cho anh ăn uống. Dạ. Phụ giúp công việc của cậu. Dạ. Nhưng mà em nghe nói là anh đi nuôi heo phải không? Dạ. Nhưng mà thực sự ra thì theo em dòm nhiều cái tướng của anh á, thì công việc này nó rất là nhẹ chứ nó không có nặng gì hết. Dạ. Bởi vì giờ anh rất là trắng trẻo luôn chứ không phải là đen đúa gì hết á. Dạ. Cũng không có cực khổ gì hết á, cô chú anh chị. Thì tại vì á là anh hợp nè, là anh bị cái nãy anh chia sẻ là anh bị quánh rồi hồi nhỏ là bị bạo hành á. Giờ cái thần kinh của anh á giờ dạng yếu. Anh nhớ trước bên sau, thì giờ công việc gì á ai kêu gì anh làm chứ anh không có chủ định được. Thành ra những cái câu nói anh nói với mẹ nó hơi gắt thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho anh, bị thần kinh của anh hơi bị yếu, anh cũng không ổn định. Chứ anh cũng rất muốn chăm lo cho mẹ mình có một cái cuộc sống nó tốt hơn. Chứ không phải như vậy, nhưng mà tại vì ảnh bất lực, nói thẳng ra luôn là ảnh bất lực, ảnh không có đủ khả năng để mà lo cho mẹ mình. Rồi bây giờ cái chuồng bò này á, là ở đây là giờ không ai nói nhà đất của cậu người khác phải không? Giờ đất của này lúc hồi xưa này chưa chia mẹ nữa. Lúc đó hồi chưa không chưa không chưa ý mẹ. Mỗi giờ đất này là đất của ông cậu. Dạ, đất ông cậu cuộc. Rồi giờ, rồi giờ mẹ ra ở chuồng bò thì chắc hết đời mẹ anh rồi, anh chắc cũng kiếm chỗ khác anh sống ha. Ha. Dạ. Chứ anh cũng kiếm chỗ khác anh sống chứ anh đâu có sống được đây đâu. Dạ. Bây giờ cho mẹ anh ở đây thôi. Dạ. Giờ mình cũng kiếm cái khác, giờ cũng đúng muốn kiếm một người vợ, nhưng mà có một cô kia thử thách. Dạ. Là đếm từ 1 tới 10 đi là cổ đồng ý cổ gã. Dạ. Chịu. Mà giờ đếm không được. Dạ. Do là anh không có học, thì giờ không học thì anh bấm điện thoại được thì anh vẫn đếm được. Nhưng mà nè anh đếm xe tại giờ nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 5. Yeah. Là anh không qua được cái số 5. Giờ 5 thì giờ 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. Thì cái đó là anh phải tập từ từ mới được. Yeah. Bây giờ tập ráng tập đi. Thắng cái cô đó, cưới cô đó về làm vợ luôn. Yeah. Được không? Đó. Rồi để giờ em vô em chia sẻ thêm về cô Út nấu cửa cơm gia đình. Yeah, yeah. Để cho mẹ con anh đoàn tụ sau 20 năm mà mẹ con xa cách. Rồi giờ cô Út nấu cơm đi. Nãy giờ chưa nấu nữa ha? Dạ. Trời ơi, cô đừng có giả. Dạ đi. Để phép mà. Ở đâu cũng vậy chứ. Tao nói cho vừa lòng dân á, nói làm sao cho vừa lòng quan á. Nói vậy trên hậu biết á. Nói vậy không biết sao cho vừa lòng quan hết á hả? Dạ, nói làm sao mà cho vừa lòng dân mà nói sao mà cho vừa lòng quan á. Trời ơi, cực khổ không? Thoát lên thoát xuống kìa. Tôi nói với mấy cậu tính sao á. Có chừng đạp nó có chừng đạp nó có. Dạ. Trời đất ơi, bằng da áo dài trắng mà. Bằng áo dài trắng mà nấu cơm, ngồi nấu cơm. Giống mấy bà già xưa quá rồi không? Vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Trời ơi, để trên trời nấu luôn. Vậy đi. Vậy đi. Vậy đi, đâu có gì đâu. Cô nấu bằng cô bằng lá không á hả? Dạ. Nhúng lửa. Nhúng lửa. Út ca sĩ. Dạ. Út ca sĩ nấu nước nấu nhúng lửa, những cái lửa này là ngày xưa hay xài nè cô chú anh chị. Đó. Thì ở quê là ngày xưa là xài những bếp này, xong hiện tại bây giờ vẫn còn xài nhưng mà rất là ít. Nhưng mà cái bếp này hiện tại là đặc sản của cô Út. Cô Út ca sĩ. Cô Út có mái tóc đanh rất là đặc biệt luôn. Bao nhiêu năm rồi cô Út không có tóc? Dạ, tóc quên rồi ngoài liền hả? Mới tắm thì sao rồi đi nữa. Nếu sao anh đi mà gặp anh gì tối chứ. Rồi nước đâu cô Út tắm? Dạ, nước chạy đặng, con cháo đặng. Bây giờ đặng tắm đi. Trời ơi, để trên đây mà cô đốt phà như vậy. Không sao. Con sợ quá. Không sao. Đâu có gì đâu. Cô Út thấy không sao chứ con thấy có sao. Không có gì chân á. Nó là thường.
Giờ thấy thương quá cô chú anh chị. Nó bình thường, nó có gì đâu. Nó bình thường à. Rồi cô Út kể con nghe nè. Nãy con nghe anh Hợp nói là ngày xưa á, là cô Út với ba của anh Hợp á, với cái người thứ hai mất á. Dạ. À, được hai người con. Dạ. Rồi sau này á, cô Út là có hai người con nữa. Dạ. Là hai ông khác hả? Lấy cha ông gã. À. Để cha gã rồi có thằng trai đứa gái gì nó rồi ba bốn đó. À, bốn người. Dạ, 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 dạ. Người con nó không về thăm cô? Dạ không. Không nhìn luôn hay sao? Nó về mà nó có nhìn. Sao kỳ vậy? Nó có nhìn. Có tỉnh táo không mà không nhìn cô? Tỉnh táo chứ không. À, nó nhìn vô không. À, đi ngoài đường có gặp không cô? Gặp, dạ, ra đường gặp cái mẹ. Kêu hả? Dạ, cho mẹ. Có cho tiền cô xài không? Dạ không, nó cho ở tiền. Cô đừng có giả. Nó cho chết sao không? Cô giả con tàu lỗi chết. Cô đừng có giả. À, giờ thôn nữ vườn trầu. Dạ. Đang ngồi chụm cái bếp củi nấu cơm. Giờ cô chụm cái này là chừng nào nó mới chín? Chút xíu à. Chút xíu là bao lâu con? Anh tiếng hồ à, không tiếng này tiếng hồ nữa, nó sâu nữa. Tiếng hồ về lá đâu mà cô chụm? Đó, thiếu gì đó. À, do đó là... Dạ. Đó, chắc cho hỏi sẵn á. Ừ, đây, trời ơi, đồ dẫn quả không à, con đem vô đây cũng chưa. Dạ, sợ giờ mưa á, đỡ vô sẵn, còn cái... Mưa đi ra đó lắm. Vậy sao cô ăn mà cô không đem ra ngoài xa, cô đem cô ấy chỗ này rồi mình đi lên đi xuống cái chỗ mình ở nó nghe mùi sao cô? Đâu có gì đâu, cũng xa xa ăn chứ. Bây giờ là mở cái cửa ra nó thoáng rồi đó, chứ ngày hôm qua là con vô con chịu không nổi luôn á. Dạ. À mẹ mày. Hỏi luôn. Nó đâu có trái đâu cô ơi. Trái. Con thấy nồi cơm này cực khổ à? Không có được. Có gì đâu, cực khổ. Mà sao cô có cái sở thích nào bận áo dài mà những cái áo dài này ở đâu cô có? Bạn cho. Bạn cho hả? Dạ. Bạn cô có đâu? Học bằng học á. Những bộ áo dài này thì theo như con biết là áo dài của đạo nè, đạo Cao Đài. Dạ, đạo Cao Đài, thất Cao Đài ạ. À, vậy bạn cô cho thích, biết cô thích cho cô. Dạ. Mà sao mình có sở thích là bận áo dài trắng vậy cô? Bên mình dạy mình lại cô con Cao Đài á. Dạ. Mình gặp chú Cao Đài á. Cô là... Đạo chú Cao Đài á. Cha mẹ hồi đó cũng chú Cao Đài. Dạ. Cô là Út là tín đồ của đạo Cao Đài. Dạ, đội đạo Cao Đài bây giờ như làm theo ông Phật, theo ông nội á, thì cái gì nó chủ rồi con thầy già, ba cháu con thầy già. Rồi, nó tắt queo rồi. Đợi tôi, hoặc im im đi, đợi tôi. Im đi hả? Im đi, đợi tôi. Rồi, nồi cơm này chắc tới chiều luôn quá à. Không có đâu. Một chút nó xình luôn à. Không dám đâu. À tôi đợi. Rồi đợi cô, cái nồi cơm của Út chính là chừng nào có đây? Chút xíu cái tính à. Chút xíu chính hả? Tôi nấu nồi cơm. Rồi, những cái bàn thiên, con thấy những cái bàn thiên của người ta của Út cũng đem vô trong nhà luôn hả? Dạ, bàn thiên của tôi. Bàn thiên của cô á hả? Dạ, tôi mượn người ta đóng á. Tôi mượn người ta đóng giùm á. Ở chuồng bò cũng xài bàn thiên đó ha? Dạ. Cũng cúng giái đầy đủ nghi thức. Yeah. Đâu cũng đâu có thiếu cái món nào đâu. Dạ, yeah, đâu có thiếu gì của cha mẹ đâu. Dạ. Yeah. Thì đọc chú Giê-xu thì của cha, tức là châu của cha thì tôi cũng biết rồi, mà tôi cũng biết luôn đó. À, cô Út biết đọc kinh không? Biết. Đọc cô Út đọc cho con nghe đọc kinh đi. Đọc kinh của Giê-xu. Kinh của hay? Phật. Cô Út thường thường là cô bên đạo nào? Bên Phật giáo Hảo cho nhiều. À, giờ cô Út đọc cho con nghe đoạn kinh. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ lòng thương của ông ba, lòng thương nhớ lòng con đau khổ,
thấy ông ba cắt cỏ mà con muốn bỏ theo dòng lệ theo đau dòng máu đào thương rơi nhớ của ông ba lòng con đau khổ trước cuộc đời của con khổ lắm ông ba ơi. Ông ba là ông nào? Ông ba Thới. Rồi còn nữa không cô Út? Còn. Nhưng mà cô Út đọc kinh cô Út nhớ chụm nồi cơm nha. Dạ chụm nồi cơm chứ. Trời cô Út đừng có giả. Cứ con đóng thọ chết. Không có gì đâu. Rồi còn câu nào nữa cô? Mắt nhìn trăng đỏ nhiệm đi ra nguyện giải thắng này kiếp đỏ sao ta đã hùng quay về nước Phật đường thôi nên thiền đến long qua Nam Mô A Di Đà Phật 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 Cô Út thổi lửa nè con, chút xíu nó không có dính cô ơi. Cháy rồi nè chứ. Cháy chưa? Cháy rồi. Cháy rồi. Nãy giờ là con thấy chưa có cháy đó. Không có cháy luôn. Trời đất ơi, nấu nồi cơm gì chừng nào có ăn đây. Chút xíu à. À, cô Út cào cho trong đó ra, trong đó cho nó nhiều lắm, nó ngọt cô Út ơi. Cào cho trong cái hộc đó ra. Lấy cái cây cào cho ra. Mình có cái gì mình hứng cho lại không, chứ để đó như dư. Có. Có chứ. Nó nhiều lắm, nó ngọt. À, ăn được một chén cơm của Út mình thấy hơi cực khổ cô chú anh chị. Rồi đổi ra luôn. Rồi đổi ra luôn. Cháu đi ra đi vô đổi ra luôn. À vô cái bao. Cũng sành điệu lắm chứ. Đâu có gì đâu. Xúc thêm nữa đi cô ơi. Nó còn trong nhiều lắm, nó ngọt. Không có. Lá của cô ẩm nữa. Nó tại vì cô để nó chú trái. Trời trời ơi. Để về trái. Thôi biết rồi. Nó cháy là con chỉ rước cô Út ra thôi, còn đó là con bỏ luôn chứ con không có cứu nổi đâu. Dạ vậy. Con không có cứu nổi chứ con này đâu. Dạ vậy. Dạ vậy. Cô Út để nồi cơm xuống đi, giờ mình đốt cho nó dễ. Một nồi cơm của Út rất là cực khổ luôn cô chú anh chị ơi. Cái gì bây giờ chưa để nói. Chưa, con nhóm đi. Đừng gấp. Chưa đâu. Đừng gấp. Con trai cô. Con trai cô giờ đói thôi thớ. Chờ ngửa cơm gia đình với mẹ mà nha. Quá xa. À, để chạy chạy mày mua trái dấu rồi. Thôi không ăn cô. Thôi. Chám vô. Có tiền không mua dấu? Dạ có. Có được nhiêu? Bán vàng hả? Có được 10.000 bạc hả? Nãy là tụi con cố ý vô còn lục trong đó là kiếm 2 tờ giấy số 4 tỷ đó. Dạ không có đâu. Cô Út đừng có giấu mà để chút xíu tụi anh em tụi con về là cô Út lấy đi lãnh là con không có chịu đâu. À, vậy tôi đâu có đâu, tôi đâu có tiền đâu. Cô chú anh chị em ơi, sao 45 phút đồng hồ mà chưa nhúm được cái nồi cơm? Dạ dạ cháy rồi đó. Cháy rồi đó. Bây giờ cũng có cơm ăn hả má Út? Chút nha chút. Dạ cháy rồi đó. Bao giờ mới có cơm ăn? Chút xíu à. Thôi nấu chút à. Thấy chưa?
con có ý kiến là nó mới giái nè. Cô chú anh chị mình thấy là họ muốn cho cô nấu thử một nồi cơm để mọi người thấy cái cảm giác khi mà cô ngồi ở trong cái căn chòi đầy rác thải như thế này mà nấu cơm, thì cái nguy cơ mà gọi là nó nguy hiểm rất là cao của chú anh chị. Nói cho nên là mọi người cũng phiên ha, hoặc là bình luận để mà phiên cô rồi nhóm lửa là nên đem cái lò này xuống đất với cô ơi. Thứ hai nữa là mình tránh xa những cái nơi mà vật dụng trong cái căn chòi này nè. Tại vì căn chòi này đã từng bị cháy một lần này cô chú anh chị. Cháy te tua luôn. Ở dưới cái sàn này nè là nó đã thành tro như thế này. Nhưng mà nhờ là cái cột này á, cây này á, gỗ này nó là cắm xe cà chắc, nó cứng. Chứ còn không là nó đã gũi hết lâu rồi. Nhưng mà cô làm cái cảnh này nữa là một lần nữa xảy ra là không có cách nào cứu được luôn. Nè cô chú anh chị em thấy nè. Đó. Nguy cơ rất là cao luôn á. Cô ơi, nguy hiểm quá cô ơi kìa. Ờ nó phừng lên bên đó. Dạ vậy. Bởi con nói cô là quá trời luôn. Cho dạ. Cô cho khán giả thấy cái sự nguy hiểm của cô sống ở trong đây khi mình nấu ăn như thế nào. Nhất là ba lá dừa cháy giảm ăn. Ừ. Trời ơi, thôi đó. Nói chứ chứ ăn. Nhưng mà vẫn vô tư hồn nhiên ngồi cười hoài của chú anh chị. Vừa nấu cơm vừa tặng cho mọi người một bài nha chơi. Dạ. Tại vì tại vì cô yêu thích nhất cái bài đó. Vậy ha. Rồi. Hôm nay có cơ hội hát cho cả thế giới nghe nè. Bài gì? Rồi hát luôn. Giới thiệu không? Giới thiệu không? Giới thiệu đi. Giới thiệu cho. Tôi giới thiệu đi. À, đây bữa nay tôi tôi xin ông Mâm tên Tiền. Bữa nay tặng quý vị ở ngoài thành phố. Vậy vậy mấy vị cũng cảm cảm cho tôi nha. Chất tròn đêm nay đây nhớ thương em. Nói gì chưa chưa ngắt luôn. Rồi làm vô luôn, vô luôn. Có nghe tình xe rất rõ trong lòng. Ở từng nụ cười đánh mịn. Nhớ lời ngọt ngào ao im. Sao quanh thơ mấy đồ anh yêu. Càm chảy nước miếng luôn. Giờ này em có nhớ anh không? Cô hát mà con cười quá trời. Cô đừng cười nữa, cô đừng cười, cô hát trầm tĩnh lên. Ít giờ này anh có nhớ em không? Có nghe tình yêu thích vậy sao lòng? Chờ từng nụ cười anh đến, nhớ lời ngọt ngào yêu mến. Có cái gì cho mình thương nhau? Có gì chúng mình không còn che leo đi thôi? Anh nói ra đi chẳng đen một lời. Có gì ngại ngùng đâu anh? Có gì ngại ngùng đâu anh? Thôi thôi dừng chờ nằm chỉ. Còn mấy cái lần mà. Cô chú chị mà nếu mà ai mà còn răng cỏ bình thường á, nhả ra cái chữ xì á, cái chữ mà gọi là xì á, rất là khó. Còn cô thì trống lỏng á, cô đi ra cái chữ xì á, nhả chữ xì rất là dễ, dễ nghe. Rồi cô nói, có xì vậy cô? Xì. Có xì. Có xì. Có xì. Có xì. Có xì đi. Lãng mạn. Mà em để đi. Hồi đó giờ thì nấu cơm à, người ở quê mình thường hay vận áo bà ba đúng không? Mà bữa nay là cô Út ca sĩ bà bận nguyên một cái bộ đồ của đạo Cao Đài. Ca sĩ Dũng bà bận bộ đồ trắng. Áo này áo dài trường Chu Văn An. Trường An. Này cũng học sinh hả? Học sinh. Ờ vậy nãy còn hỏi cô của đạo cô Út cũng nói luôn đó. Nhìn sao quay rất là giống đạo Cao Đài. Bằng đồ trắng. Này là nữ sinh à? Dạ nữ sinh. Vậy là con đăng lên con ai ai đồng ý là con giới thiệu cho bố luôn nữ sinh mà. Dạ. Nữ sinh của bố con. Rồi tắt nữa rồi. Cái lá của cô nó ẩm. Ừ. Trời. Tại cô sống ở trên này nước cô thả xuống đó luôn mà bởi vì lá dừa nước nhẹp chứ không phải rồi. Đó, à, kia kìa. Cô. Mở cửa ra được rồi á. Yeah. Thì giờ mình đem nước ra xa của Út. Mình những cái mình rửa giấy rồi đó, dao rồi đó, mình cứ đem ra ngoài đi, đừng đổ ở đây. Nó hôi lắm. Dạ đã nhỏ ra rồi. Đem ra ngoài đi. Dạ đem ra. Dạ. Tại sao mà không đem cái lò xuống đây rồi nước nôi rồi gác gến tùm lum. Tôi nói với anh bây giờ đem cái lò xuống đây là nó đập lọt rồi. Nó đập. Lâm đi đập.
nó cắp xe tụi nó. con nói cho cô nghe nè, không có ai mà đập phá của cô đâu, cô đừng có nghĩ vậy. Đập con táo là tội lắm, không dám đập đâu. Không có đập. Đập hơn mấy cái rồi. Cô đừng nghĩ không ai đập của cô đâu, nhiều khi á cô theo đạo đó. Cô mình khó, mình nghèo khổ, cuộc sống của mình á đã không có đây, con ấy làm ăn người ta không có ở đây được, vì con khổ rồi biết cỡ nào rồi đó, bây giờ bà không nói cơm gì được nữa, nó trái này ông ăn hộ hay nữa. Đúng rồi đó, ảnh tuy rằng mà ảnh khờ khờ nhưng mà ảnh biết cái này, nhận thức biết được. Cô à, cái lỗ tai cũng độc lạ quá ha. Cháy nhưng mà nó quả hoàng rồi, nó mới hoàng nữa, công không có ảnh hưởng tới tính mạng của cô. Chứ không phải ăn vậy đâu. Tụi con nó mở cái cánh cửa này cho cô nè. Cô nói cho cô nghe nè, thí dụ bây giờ á, là bây giờ cô ngồi cô canh đây, nó mà nó tái lan á thì cô muốn nước cô tạt. Rồi cái lúc mà cô nấu cơm chín rồi cô bỏ cô đi á, nó còn những cái tro than á, thì gió thổi nó sẽ bay. Bây giờ đem xuống ha, bây giờ bưng liền luôn à. Ứng gì? Bưng lò xuống liền luôn. Thôi bưng đi, giờ bây giờ anh đọc cho bưng đi anh đọc. Nè. Đây. Vì giáo chủ, đức giáo chủ nữa kìa. Bưng, anh bưng cái lò xuống, đem xuống đi, để đây không được đâu.